đâu có hôm nay em trúng duy nhất rồi nè. Mà ý là ba vé cơm tôm này ba mươi để là trúng nhãn tiền. Và ý là ngang là cái tài hôm qua nữa đâu trúng đâu bốn tài nữa đâu anh nhòa để nhỏ à. Má tấu này mấy đứa nữa nè trúng bốn tờ, còn giờ ông trúng ba tờ nữa, ba tờ anh trúng duy nhất 30 triệu, 30 triệu đang thế 3 triệu rồi anh cho mấy bà kia 3 triệu, anh lấy 24 triệu về nhậu hơn 4 triệu nó còn 20 triệu thôi, chơi ngon không đó. Nhà ông chơi nhà máy giam luôn à? Nhà chơi nhà máy giam luôn à? Ông mua vé số đem trúng số này mua nhà gì đây ở cho vui, ông mua vé số cho nó gần khỏi lên xuống. Hả? Ở thì nó không sướng hơn đi xuống này. Nó làm ăn ngon nhưng mà kệ nó, xuống ở cho vui. Nguyễn sách thì vô hết rồi, mua tà bữa ông cũng mua 30 mà đợi phụ, mà nó ra đợi bét. Nó đợi bét nó ra trong lô. Hôm nào lấy 30 lại á. Tờ chứ hả? Đuột qua đây nếu mà 30 quýnh số đề ngon rồi. Bữa ông hả? Ông chơi. Có kiếm xuống đi, ông xuống mua tà giá số 30. À. Mà xuống còn không quay nhất cái chuyện của tôi. À, ngon á, không có vợ con rồi đâu ấy, có vợ con chưa? À, ở trên đó có cái âm nghe là ông cũng mua nhiều lắm mà số ít có trúng, chưa có trúng. Còn ông sân hở mà ông núi ông hơi ban dài cho sang động nuôi, ông lắp lại cho ông nuôi quá đó. Đó mà ông mua ông làm cũng nhiều lắm, mà thấy chưa vô lắm. Mua là trước ông xém trúng đặc biệt á. Chưa thà nên là chưa. Xém trúng đặc biệt 20 tờ, trong đó xém một con một nút nữa thôi, còn đó là ông nói yếu mà người ông tao con mà ông nói yếu lắm. Bốn tờ tấu nè, này bốn tờ nè, thấy không? Nói trúng mà bốn tờ hả? Bốn tờ nè đó, bốn tờ ba tờ của ông nữa là bả tờ, bả ra. Thì đó là bả tờ hết đó đó. Một hai ba bốn. Nó mua bóng tà là phải xe mà đã nó rửa rớt hết không 1 4 3 không sao chiến bạc trúng nhiều sướng nè, trúng nhiều là lãnh tiền sướng nè, mua xe con nè xe con đi thôi. 30 cơm tâm ngày 9 tháng 7 năm 2023 đủ quá vậy à, quá ngày trong 30 à ô sao sao cho mẹ tạ này cầm không mẹ nghe xuống ngày mơ nè, xuống ngày mơ có một ngày mơ cũng lấy luôn à, ngày mơ khỏi xuống à, đây là từ đó xuống đây đi cũng 10 ngòn xăng á. Bữa nay còn hơi mưa nè, 11 nè, 94 không hơi nè, 44 nè, 53 nè, 39 tôm lam, 99 nè, 99 nè, 31. Số hết hết con bá dịch nó đi cao quá vậy mà. 34, 31, 34. Hôm nay cũng máu mua đây mà một tháng mà ông trúng dạ cũng tờ rồi chứ. Hè. Hè quá chứ khó nhiều mà mua nha. Trúng dạ bả dạ tốn khó lắm nha. Hôm nay cũng tờ rồi chứ ông mua vậy cũng tờ rồi chứ. Hờ làm 31 sao hờ. Dạ ông thích 30. Ông 30 tuổi phải không? Hả? Ông 30 tuổi này bao nhiêu? 30 tuổi sao mà ông thích 30? Lý do xong mua không 30 xong mua, bữa tôi tháng mua 30 rồi, hôm nay mua 30. Lý do xong mà mua không 30 hôm nếu đợi bác bữa tôi quýnh nghe, tôi quýnh hôm qua tôi quýnh giờ mát lòm, hôm sau chuyện qua mát lòm, mấy chứ không tôi quýnh đợi bác. Quýnh đợi bác sau làm rồi, sau làm bữa năm hơi đợi bác nghe. Tôi quýnh định quýnh hơi lần mà thấy già mắt không quýnh được năm hơi. Chứ không ra, nếu tôi quýnh là tôi thua rồi. Mà năm hơi lao rồi không ra la ta mơ đêm nay dễ rồi đờ bét lắm, muốn bồ lô dễ rồi lắm, sau lam cũng lao rồi không ra, bữa 15 ra rồi, 13 ra rồi mà ra rồi,
Ê, la ma ra nữa, ngủ lắm ăn. Mà mấy bữa nay nó ra là không ngậu này không hơ hơ mư, nó ra miết, không tốn không ra miết. Ông kêu rủ mày mày đánh. Mà đã biết là la ma đem anh nó ra dễ nằm hơ lắm. Thì đi có tiền đi đốt thôi. Ha. Ê nha nghe. Ê quên số đề kiếm tiền đi đốm nha. Kiếm ê đi đốm đốm rồi bằng hoa rồi đốm. Chắc con sáp rồi thế vậy, thường thường đi hỏ rồi. Cảm ơn nha. Rồi. Nào quay một xíu cho bà con cô bác xem trúng số cho vui. Hả? À, cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều xem video của em. Cảm ơn quý vị.